Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Mưa lớn diện rộng kéo dài từ ngày mùng 7 đến mùng 8 tháng 9 ở Cao Bằng đã xuất hiện lũ trên các sông suối gây ngập lụt khu vực ven sông vùng trũng thấp. Bên cạnh đó, sạt lở đất xảy ra nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh gây thiệt hại lớn về người, nhà ở, công trình cơ sở hạ tầng, giao thông, y tế. Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cao Bằng, một xe khách lưu thông trên quốc lộ 34 hướng từ huyện Bảo Lâm đi thành phố Cao Bằng khi đến xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình bị khối đất đá lớn từ ta luy dương sạt lở vùi lấp. Xe khách này là của nhà xe Việt Trang. Thời điểm bị nạn, trên xe có 20 người gồm hành khách và lái xe, 11 người quê xã Yên Lạc và 9 người xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình. Ông Lê Văn Định, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Cao Bằng thông tin. Thông tin ban đầu, xe khách tới vị trí này đã dừng chờ mấy tiếng tại khu đất trống để tránh mưa lũ. Nhưng cả quả đồi sát xuống, đẩy xe khách trôi xuống sông. Do chưa tiếp cận hiện trường nên chưa rõ thiệt hại cụ thể ra sao. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, mưa lũ sạt lở còn khiến một cháu bé 4 tuổi tử vong và ba người khác bị thương. Ngoài ra, trên toàn tỉnh đã ghi nhận 391 nhà bị thiệt hại, trong đó 12 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 11 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất, 326 nhà bị ngập nước, trong đó 308 nhà tại thành phố Cao Bằng, 13 nhà tại huyện Nguyên Bình, 5 nhà tại huyện Bảo Lạc. 42 nhà bị tốc mái. 93,75 ha diện tích nông nghiệp bị thiệt hại, ảnh hưởng. Sáng mùng 9 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão Iagi, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc có mưa to từ 19 giờ hôm mùng 8 tháng 9 đến 3 giờ ngày mùng 9 tháng 9. Lượng mưa ở An Phú, Yên Bái 256 mm, Gia Phú, Lào Cai gần 160 mm, Nấm Dần, Hà Giang 153 mm, Yên Đổ, Thái Nguyên 220 mm. Tại Thái Nguyên, mực nước sông cầu lúc 4 giờ gần 2,8 mét, cao hơn báo động 3 91cm. Trong đêm, tỉnh này đã huy động hàng nghìn người đắp đê ngăn lũ và di rời người dân đến nơi an toàn. Riêng tại phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, đê sông cầu đã có 5 điểm sung yếu cần phải gia cố. Hàng trăm chiến sĩ quân đội, công an và người dân dùng đất cho vào bao tải để đắp đê. Tuy nhiên mực nước cao, nhiều đoạn đã tràn vào khu dân cư gây ngập úng, điển hình như tại trung cư tiến bộ, phường Quang Vinh, nước ngập cao gần tới trần ô tô. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thái Nguyên cho biết, 55 phường xã ở thành phố Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên, các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Định Hóa bị ngập. Cơ quan chức năng đã di rời khẩn cấp gần 2.000 hộ dân. Tại thành phố Yên Bái, nước dâng liên tục, lũ cuồn cuộn đổ về trên sông Hồng, chảy qua địa bàn thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, gây ngập nhiều tuyến đường, nhà dân. Hiện tại, nước trên sông Hồng đang dâng cao trên mức báo động 3, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố bị ngập từ 20 đến 60 cm. Theo dự báo, trong 12 đến 24 giờ tới, lũ trên sông tiếp tục lên và dao động ở mức cao. Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão, công an tỉnh Yên Bái đã chủ động các phương án ứng phó, duy trì công tác trực 24 trên 24 giờ. Công an tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã huy động 60 cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động cùng nhiều phương tiện tham gia vận chuyển đồ đạc tài sản giúp người dân đến nơi an toàn việc sơ tán người dân được thực hiện từ chiều đến tối mùng 8 tháng 9. Tại Lạng Sơn, thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tính đến 7 giờ sáng mùng 9 tháng 9 cho thấy bão lũ đã làm hai người thiệt mạng, 10 người bị thương do cây đổ, sạt lở đất, tấm lợp rơi, hơn 1.000 nhà bị ngập lụt, hơn 5.200 cư dân tại các vị trí bị ngập lụt, sạt lở được di rời tới nơi an toàn. Tỉnh đã sơ tán các hộ dọc quốc lộ 31, thị trấn nông trường huyện Đình Lập, dọc sông Thương, tại thị trấn Đồng Mỏ, Chi Lăng, Thất Khê, Tràng Định, Na Sầm, Văn Lãng. Người dân tại thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định cho biết nước dâng cao từ chiều mùng 8 tháng 9 và hiện rút chậm do đây là vùng trũng. Nước lụt mấp mé tầng 2 của nhà cao 2 tầng, một số khu vực ngập tới bụng, điện bị cắt, điện thoại người dân sắp cạn pin. Cứu hộ làm việc suốt đêm và đã đưa các gia đình đến nơi cao giáo. Tại thành phố Cao Bằng, mưa to khiến nước từ sông Hiến tràn vào đường phố cũ, phường hợp Giang lúc 1 giờ 30 phút ngày mùng 9 tháng 9 gây ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều hộ gia đình phải sơ tán khẩn cấp. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ người dân đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Không để Quảng Ninh phải một mình chống chọi cơn bão, lũ, cả nước đã hướng về đất mỏ với tấm lòng sẻ chia. Lãnh đạo Đảng nhà nước đã liên tục có các chỉ đạo về công tác ứng phó thiên tai các lực lượng chức năng, đặc biệt là công an, quân đội đã huy động tối đa lực lượng cho nhiệm vụ này. Chiều ngày 8 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp có mặt tại địa phương để chia sẻ, động viên các đơn vị, tổ chức cùng toàn thể nhân dân và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau bão. Theo báo cáo nhanh của Quảng Ninh, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã thành lập 14 đoàn công tác, Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập 4 đoàn công tác ứng phó bão đoàn công tác của chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiểm tra về công tác ứng phó với bão số 3 tại huyện Vân Đồn, thị xã Quảng Yên. Các địa phương đã phân công các đồng chí lãnh đạo trực tiếp phụ trách từng địa bàn và thành lập 48 đoàn công tác xuống cơ sở để kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão tại địa phương. Các địa phương và lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh đã huy động 2.663 cán bộ chiến sĩ và xung kích phòng chống thiên tai, 68 ô tô các loại, 18 tàu, 59 xuồng, 6 xe đặc trùng. Tất cả đều ứng trực tại các địa bàn được phân công, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Đáng chú ý trước đó, tại hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó, tình hình khắc phục thiệt hại và triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3 trực tuyến sáng ngày 8 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo hỗ trợ tạm thời cho Quảng Ninh 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa bão tuy nhiên các đồng chí lãnh đạo tỉnh quảng ninh đề xuất sẽ tự cân đối từ các nguồn lực dự trữ dự phòng theo quy định chung trước hết phải khẳng định hành động kịp thời của người đứng đầu chính phủ cùng sự vào cuộc tích cực của bộ công thương và các bộ ngành đã thể hiện trách nhiệm chính sách an sinh xã hội tinh thần nhân văn nhân ái không nơi nào bị bỏ lại phía sau thiên tai là điều không mong muốn các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai cần sự động viên cả về vật chất lẫn tinh thần trong bối cảnh như vậy, việc Quảng Ninh xin nhường 100 tỷ hỗ trợ đã thực sự gây bất ngờ. Lý do được lãnh đạo tỉnh giải thích là mong muốn được nhường hỗ trợ này cho các địa phương khu vực miền núi phía Bắc đang gặp khó khăn do mưa lũ và sạt lở. Phát biểu của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh ngay lập tức nhận được sự đồng tình từ chính người dân địa phương, sự ủng hộ của cộng đồng. Xin không nhận không phải vì đã hết khó khăn, nói cách khác là cơ sở hạ tầng vẫn thiệt hại nặng nề, vẫn còn người dân khó khăn song tỉnh tự lo, tự cân đối được và mong nhường cơm xẻ áo, chia sẻ với các vùng khó khăn hơn. Tinh thần này rất đáng trân trọng và cần được khuyến khích, cho thấy ý thức của lãnh đạo tỉnh rằng vươn lên sau bão, trước hết là việc của mình, thể hiện tinh thần quyết tâm và trách nhiệm cao của địa phương. Theo báo cáo nhanh của lãnh đạo địa phương ở huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, khoảng 9 giờ 40 phút ngày 9 tháng 9, trên sông Hồng xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng sập hai trụ cầu Phong Châu thuộc địa phận xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Một camera giám sát của nhà dân bên sông Hồng đã ghi lại khoảnh khắc cầu Phong Châu sập xuống dòng sông đang chảy xiết do nước lũ dâng cao. Xác định ban đầu có một xe ô tô chở khách, một số ô tô 4 chỗ cùng nhiều người dân đang tham gia lưu thông bằng xe máy trên cầu. Số lượng người, phương tiện cụ thể chưa thể thống kê được. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông, có phương tiện và người rơi xuống sông khi nhịp cầu Phong Châu bị sập. Hiện các lực lượng đang khẩn trương, tập trung tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Nguyên nhân ban đầu được xác định do nước lên cao, chảy xiết, gây sập cầu. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tam Đông, tỉnh Phú Thọ, thời điểm sập cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, nhiều khả năng cao người và phương tiện gặp nạn khi đang lưu thông. Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã huy động hàng trăm người đến hiện trường tìm kiếm cứu hộ. Nhiều người dân khóc tìm người thân có thể bị rơi xuống sông khi sập cầu Phong Châu tỉnh Phú Thọ. Tại hiện trường, người dân đứng ở hai bên đầu cầu. Một phần khung sắt của nhịp cầu bị cuốn trôi, hiện vẫn ở gần vị trí cầu Phong Châu. Qua trao đổi thông tin, ông Ngô Đức Sáu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ cho biết, cầu Phong Châu sập trong điều kiện thời tiết phức tạp, nước sông dâng cao. Phạm vi sập là 1 phần 2 cầu phía bên huyện tam nông lực lượng chức năng huyện lâm thao và công an tỉnh phú thọ đã phong tỏa cầu điều tra nguyên nhân